heo Thái, giá heo trong nước giảm rồi lại tăng, tiểu thương than ế. Siết chặt cho vay bất động sản, cú tát vào dân đầu cơ. Vì sao quảng cáo trên mạng xã hội sụt giảm nghiêm trọng? Hạ giá dịch vụ du lịch hạng sang cao cấp để kích cầu. Tâm huyết trong việc phát triển ngành ô tô Việt Nam, ông đã đưa thương hiệu ô tô của mình chiếm lĩnh thị trường. Ông đã làm như thế nào và ông là ai? Tất cả sẽ có ngay sau đây trong Nhật kế kinh tế. Thưa quý vị, tôi là Thùy Linh. Tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong 20 phút sôi động của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chuyển tải những thông tin thị trường đang nóng hổi của tuần qua với những góc nhìn riêng của mình. Đầu tiên sẽ là những thông tin thị trường mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, trước việc giá heo neo cao trong thời gian vừa qua, Cục Thú Y cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan kể từ giữa tháng 6 để hạ nhiệt giá heo trong nước. Nhưng ngay sau đó thì Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lại đồng ý tăng giá thịt heo bình ổn. Đã có rất nhiều bình luận về giá thịt heo từ các chuyên gia. Các tiểu thương trực tiếp bán thịt heo sẽ nói gì về vấn đề này? Theo ghi nhận, sau khi giảm về mức hơn 82.000 đồng một ký heo hơi, do ảnh hưởng từ thông tin cho nhập khẩu heo sống Thái Lan, thì hiện giá heo hơi trong nước đã tăng trở lại và neo ở mức cao với 89.000 đến 93.000 đồng một ký tùy nơi. Cao nhiều luôn. Lúc trước đồ có mấy chục ngàn, 60-70 ngàn, mà giờ bán tới 150, bởi vì bán chậm. Nghe nó nói người ta điều đình giá nhưng mà hạ xuống nhưng mà nó không hạ. Khó khăn lắm, bán rất là ế. Thay vì người ta 1 ký, giờ người ta có được 1 ký. Ế lắm. Nó đâu có hạ đâu, nó chỉ hạ có được có 1.000 với 2.000 thôi, đâu hạ nhiều. Không hiểu luôn, thì giờ người ta bỏ cao mình bán cao thôi chứ sao vậy. Theo các chuyên gia, việc giá xuống thấp hơn là khó, vì khi nghe tin Việt Nam cho nhập khẩu, heo hơi Thái đã tăng 7.000 đồng một ký lên trên dưới 70.000 đồng một ký. Trong khi đó, lượng heo nhập khẩu từ Thái Lan về sẽ không nhiều và có thể không kéo dài vì nguồn cung heo Thái Lan cũng hạn chế. Khoảng nửa tháng nay, giá tôm hùm thương phẩm đã tăng khoảng 70-200.000 đồng một ký so với thời điểm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, người nuôi tôm ở vùng được xem là lớn nhất của tỉnh Phú Yên vẫn không có lãi. Sau đây là những nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này. Trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có khoảng 1.365 hộ nuôi thủy sản, trong đó chủ yếu là nuôi tôm hùm, với số lượng khoảng 70.000 lồng tôm hùm thịt và khoảng 4.450 lồng tôm hùm giống. Ở thị xã Sông Cầu, tôm hùm xanh hiện có giá từ 550.000 đến 650.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 70.000 đến 100.000 đồng 1 kg. Tôm hùm bông từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng 1 kg, tăng khoảng 200.000 đồng 1 kg. Sản lượng tôm hùm thương phẩm thu hoạch mỗi ngày tại đây là trên 15 tấn. Với mức giá thu mua tôm hùm hiện nay, nếu như mọi năm, người nuôi tôm đã có lãi khoảng 10%. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xuất khẩu khó khăn, tôm hùm chủ yếu tiêu thụ nội địa với số lượng ít, phải kéo dài thời gian nuôi, dẫn đến chi phí tăng cao, khiến người nuôi không có lãi hoặc lãi rất ít. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên cho biết, đang phối hợp với các địa phương nắm lại tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản của người dân để có biện pháp ứng phó phù hợp. Theo Tổng cục Thủy sản, Trung Quốc là thị trường rất lớn đối với sản phẩm tôm hùm của Việt Nam. Hiện nước này đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mặt hàng tôm hùm bắt đầu xuất khẩu trở lại. Thị trường tôm hùm hy vọng sẽ sớm khởi sắc. Quảng cáo trên mạng xã hội đang gặp những khó khăn với quy mô toàn cầu bởi làn sóng tẩy chay quảng cáo từ các thương hiệu lớn. Danh sách những thương hiệu tuyên bố ngừng quảng cáo trên mạng xã hội ngày một dài. Và mới đây nhất là Starbucks, Unilever, Verizon và Coca-Cola. Mạng xã hội đang đối mặt với áp lực từ các nhà quảng cáo, có lẽ là lớn nhất trong lịch sử gần đây. Đến nay, đã có hơn 100 thương hiệu phát đi thông báo tạm ngưng quảng cáo trên mạng xã hội. Trong số các mạng xã hội bị tẩy chay, có thể kể đến Facebook, Twitter và Instagram. Bị ảnh hưởng lớn từ làn sóng tẩy chay quảng cáo này, có thể kể đến là Facebook. Sau khi Unilever phát đi thông tin ngừng quảng cáo, cổ phiếu của Facebook đã giảm 8,3% sau chốt phiên hôm ngày 26 tháng 6. Điều này đồng nghĩa tài sản của CEO Mark Zuckerberg bị thổi bay khoảng 7,2 tỷ đô la Mỹ. Nguyên do của việc tẩy chay được đưa ra là họ muốn phản đối cách Facebook xử lý những phát ngôn thù địch và thông tin sai lệch trên Facebook. Liệu chiến dịch tẩy chay có gây tác động đáng kể với nền tảng của Facebook hay không? Còn rất mù mờ.
Tiếp theo sẽ là cụm tin nóng về thị trường bất động sản. Những thông tin về siết chặt cho vay bất động sản ra sao? Các dự án hợp tác phát triển căn hộ cao cấp như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 22, trong đó đã tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%. Theo các chuyên gia bất động sản, quy định mới sẽ giúp thanh lọc những chủ đầu tư năng lực tài chính yếu kém, chỉ dựa vào vốn ngân hàng gây nhiều rủi ro. Quy định này sẽ giúp ngân hàng thận trọng, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với cho vay bất động sản, giảm thiểu rủi ro khi thị trường bất động sản có biến động mạnh theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm nguồn cung dự án bất động sản trong thời gian tới. Ngoài ra, đến hết tháng 9, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn là 40%. Từ tháng 10 năm 2022 sẽ giảm xuống còn 30%. Tọa lạc tại trung tâm khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Centuria quận 9 Central Point là dự án khu biệt thự đơn lập được hình thành dựa trên ý tưởng kiến tạo một không gian sống hướng đến sự tiện ích, an toàn, kết nối hài hòa giữa công việc và cuộc sống cho các chuyên gia. Có tổng diện tích 5,4 hectare, gồm 82 căn biệt thự đơn lập và là dự án nhà ở duy nhất tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với hơn 25 tiện ích hiện đại do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư. Đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước. Chỉ mất 20 phút để đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 12 phút để đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, Centuria quận 9 Central Point mang đến một không gian sống đa sắc, liên kề với nơi làm việc và chan hòa với thiên nhiên. Khách hàng chỉ cần thanh toán 50% có thể nhận nhà, 50% còn lại có thể thanh toán trong 5 năm hoặc 10 năm. Vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13 với khoảng 15 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Với mô hình phức hợp đô thị hiện đại, dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang và là tâm điểm thu hút khách hàng cũng như nhà đầu tư đến với Thuận An, thành phố hạt nhân của Bình Dương. Mục tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay sẽ là những cố gắng của ngành du lịch của cả nước dồn sức để vực dậy thị trường du lịch nội địa, trong khi chưa tính được thời gian nguồn khách quốc tế trở lại Việt Nam do dịch Covid-19. Lễ hội Kích Cầu đã thu hút nhiều công ty lữ hành và các hãng hàng không tham gia. Mời quý vị sẽ cùng xem những ưu đãi khi đi du lịch là gì nhé! Trong dịp hè 2020, khi du khách mua các tour du lịch trọn gói sẽ được các công ty lữ hành, các hãng hàng không tham gia lễ hội kích cầu du lịch trong nước diễn ra tại Hà Nội, ưu đãi nhiều khuyến mại hấp dẫn. Thậm chí nhiều công ty lữ hành giảm giá đến 50% các gói du lịch trọn gói để kích cầu. Công ty du lịch AZA đã đem đến hàng ngàn các sản phẩm tour kích cầu với mức giá giảm đến 50% và hàng ngàn những cái sản phẩm tour trọn gói hoặc là combo về bay cộng khách sạn và các voucher về du thuyền hoặc là khách sạn ở Bắc Trung Nam. Thì tại Hoàng Thành Thăng Long thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng rất nhiều những cái chương trình ưu đãi. Có một số các cái chương trình mới, ví dụ như là chúng tôi thực hiện bán các cái combo cho khách du lịch, ví dụ như là có cả combo chụp ảnh Hoàng Cung hay là combo mua vé tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm giếng nước Hoàng Cung xa xưa. Do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giảm giá và triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Những công ty lữ hành trước kia chủ yếu khai thác các tour du lịch quốc tế thì nay đã chuyển qua tổ chức các tour du lịch nội địa. Những dịch vụ hạng sang cao cấp có giá cả đắt đỏ thì nay đã hạ nhiệt để phù hợp với nhu cầu khách trong nước. Đây là cái thời điểm vàng để người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ mà tôi quan sát lại dịp hè cao điểm mà vẫn có những cái gói kích cầu đến 50%. Chứ còn bình thường thì dịp hè những năm trước thì giá đều tăng cả. Thứ hai là đi ở cái thời điểm này thì người Việt lại có cơ hội là được khám phá những thắng cảnh Việt Nam rất là đẹp từ Bắc chí Nam. Ở những cái dịch vụ cao cấp không thua kém gì chất lượng của quốc tế với cả mức giá giảm.
Ví dụ như là một sản phẩm là du thuyền ở Vịnh Hạ Long hoặc là Vịnh Lan Hạ thì trước đây chủ yếu là dành cho khách nước ngoài. Như chúng tôi bán là thuyền 5 sao Heritage thì trước đây giá cho khách nước ngoài là khoảng trên 7 triệu. Thì bây giờ chúng tôi bán là chỉ là khoảng 2 triệu 7 thôi. Cái dịch vụ trước dịch và sau dịch thay đổi rất nhiều. Trước đây để mà các bạn có thể sử dụng dịch vụ thủy phi cơ thì các bạn phải bỏ ra là 2 triệu 900 nghìn đồng một người. Nhưng nay chỉ cần với 1 triệu 500 nghìn đồng là bạn đã có thể sử dụng dịch vụ thủy phi cơ. Bên cạnh đó, mặc dù là Dolphin Tour xây dựng ở những cái phân khúc sản phẩm trung và cao cấp, nhưng mà nay mức giá thành đã rất hợp lý để đến tay khách hàng. Ví dụ như trước đây bạn muốn bay hãng hàng không Vietnam Airlines và ở Vinpearl Phú Quốc thì cái giá thành trên một đầu người ít nhất nó sẽ vào khoảng 9 đến 10 triệu. Nhưng mà với cái sự thay đổi của thị trường và với sự phối hợp giữa hãng hàng không, công ty lữ hành và khách sạn, dịch vụ lưu trú thì giá thành bây giờ chỉ xoay quanh khoảng 4 đến 5 triệu là bạn đã được bay hãng hàng không Vietnam Airlines và ở resort 5 sao của Vinpearl. Ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 do lượng khách sụt giảm. Tuy nhiên, đây cũng được coi là một cơ hội để người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, để quảng bá du lịch Việt Nam và đẩy mạnh thị phần trong nước. Hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng Đông Nam Bộ vừa được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh nhằm giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch mới của các tỉnh thành, chính sách kích cầu của địa phương và công bố 3 tuyến sản phẩm liên vùng mới. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh có sản phẩm chủ lực là du lịch mua sắm, ẩm thực, trong khi thế mạnh của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ là du lịch văn hóa, tâm linh, danh lam thắng cảnh, sinh thái, ẩm thực và du lịch biển. Tận dụng Việt Nam đã có thành công trong kiểm soát dịch Covid-19 để quảng bá xây dựng các chương trình kích cầu để lấy lại sự tin tưởng của khách du lịch về hình ảnh điểm đến an toàn và hấp dẫn. Sản phẩm thứ nhất, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, chủ đề sắc xanh ngày mới, chinh phục nóc nhà Nam Bộ. Sản phẩm thứ hai, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, chủ đề tình đất đỏ miền Đông. Thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, chủ đề thiên nhiên xanh mát, sắc biển hòa ca. Tất cả các tour đều giảm giá 30%. Dịp này, các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại các tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm kích cầu du lịch. Thưa quý vị, hiện nay mua sắm và thanh toán hóa đơn trên điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến vì những tiện ích mà hình thức này mang lại, như là đơn giản, an toàn, nhanh chóng, lưu trữ được thông tin thanh toán. Đặc biệt, từ khi xảy ra dịch Covid-19, hình thức thanh toán qua điện thoại càng được nhiều người lựa chọn sử dụng để tránh tiếp xúc, hạn chế lây lan virus. Theo thống kê từ vụ thanh toán ngân hàng nhà nước năm 2019, số lượng giao dịch qua kênh điện thoại tăng đến 198%, với tổng giá trị giao dịch đạt 21,92 triệu tỷ đồng, tăng đến 210% so với năm 2018. Người dân thường sử dụng điện thoại để thanh toán cho các hoạt động mua sắm, các dịch vụ giải trí, du lịch, trả tiền hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền Internet. Trên cả nước, hiện có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động, dịch vụ ví điện tử. Người dân có nhiều sự lựa chọn hơn khi thực hiện thanh toán bằng điện thoại. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 từ nguồn kinh phí xã hội hóa và kinh phí xúc tiến thương mại. Chương trình cũng góp phần hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ tổ chức kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc, đàm phán trực tiếp với nhau. Thành phần tham gia gồm đơn vị sản xuất, nhà phân phối, đơn vị xuất nhập khẩu. Ngoài ra, tại chương trình còn có sự trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm với quy mô 500 gian hàng các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, chương trình triển khai nhiều hoạt động khuyến mại giảm giá, giá trị khuyến mại được vượt mức 50% giá trị hàng hóa trong thời gian tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng 2020. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, là một trong những doanh nghiệp sản xuất ô tô hàng đầu trong nước, trong bối cảnh khó khăn chung, chính bản thân doanh nghiệp này cũng gặp không ít thách thức. Và làm thế nào để đứng vững trong xu thế hội nhập toàn cầu, góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển đầy triển vọng của ngành ô tô Việt Nam trong thời gian tới là bài toán khó,
nhưng không phải không có lời giải. Doanh nghiệp này đã làm như thế nào để chiếm lĩnh từ 30 đến 50% thị phần trong nước? Mời quý vị cùng đến với cách làm của doanh nghiệp này ngay sau đây. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất ô tô hàng đầu trong nước, công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã gặt hái rất nhiều thành công. Tuy nhiên, với chính bản thân doanh nghiệp này cũng gặp không ít thách thức. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Ông là người có nhiều tâm huyết trong việc phát triển ngành ô tô Việt Nam. Theo ông Tài, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay yếu về nhiều mặt, nhưng buộc phải tham gia sân chơi lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ, vẫn cạnh tranh khá sòng phẳng với thị phần ngày càng nhiều. Làm sao để làm được điều đó thì hàng loạt các giải pháp chúng tôi đặt ra. Từ cái sản xuất đến phân phối cho đến bán lẻ. Đối với sản xuất là phải gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển cái công nghiệp hỗ trợ và tăng cái chất lượng lắp ráp lên. Và không chỉ nhắm đến thị trường trong nước mà còn nhắm đến xuất khẩu. Đối với phân phối và hệ thống bán lẻ thì chúng tôi là tăng cái chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Và cái hệ thống bán lẻ phân phối của chúng tôi là phủ khắp trên toàn quốc, ở những cái vị trí là rất là thuận tiện cho khách hàng có thể đến kết nối và áp dụng những cái công nghệ mới, kể cả công nghệ 4.0 vào cái việc mà đi bảo hành cho xe. Ông Tài dẫn chứng hàng loạt những thách thức thời gian tới doanh nghiệp ô tô Việt phải đối mặt. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp thì rất cần những chính sách của nhà nước để tăng cường tính minh bạch trong thương mại. Đối với những cái phần mà sản xuất trong nước á, thì nhiều doanh nghiệp kể cả các địa phương cũng yêu cầu đề xuất với các bộ ngành trung ương là không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào là cái phần giá trị sản xuất ở trong nước. Tôi nhấn mạnh ở trong nước chứ không phải ở trong khu vực. Cái điều đó sẽ làm giảm giá thành và làm người tiêu dùng và khách hàng là tiếp cận được với ô tô tốt hơn và có thể xảy ra cái hiện tượng ô tô hóa, tức là motorization là nhanh hơn. Và khi mà ô tô mà phát triển thì các ngành công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ khác cũng phát triển theo. Đó là về nguyên lý rồi. Bởi vì nội địa hóa thì rất cần cái sản lượng lớn. Mà muốn sản lượng lớn thì giá thành là phải giảm. Mà muốn giá thành giảm thì thuế cũng phải xem xét lại. Ngoài ra, theo ông Tài, đây là thời điểm phải có một bức tranh tổng thể về dự thảo phát triển ngành công nghiệp ô tô để bắt kịp xu thế toàn cầu, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quan trọng nhất là làm sao để làm chủ công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, kể cả công nghệ sản xuất và lắp ráp linh kiện, phụ tùng. Đồng thời, phải đưa ra được chiến lược xuất khẩu, hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Như chúng tôi đã nói là nền công nghiệp ô tô Việt Nam rất còn non trẻ, thế thì phải đi theo những cái nước và có cái nền công nghệ tiên tiến như là nước Đức, rồi nước Nhật, nước Mỹ, đó là những cái công nghệ nguồn, hay là Hàn Quốc gần đây đó. Và chúng ta sẽ chuyển những cái công nghệ của các nước tiên tiến đó trở thành công nghệ của chính mình và đứng trên đôi chân của mình để mà phát triển, không có phụ thuộc vào các cái chuyên gia. Trong bước đầu là bắt buộc là phải có, nhưng mà dần dần chúng ta có thể làm chủ lấy thì trước tiên là phải học, sau đó là chuyển giao, rồi tự phát triển, tự đổi mới. Ngoài ra, có những chính sách ưu đãi về thuế, đất đai để các doanh nghiệp trẻ, start-up sản xuất linh kiện ô tô, linh kiện khác để có điều kiện sản xuất phục vụ trong nước và hướng đến xuất khẩu. Câu chuyện doanh nhân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thùy Linh cùng ekip thực hiện chương trình kính chúc quý vị có một ngày thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ sáng thứ 6 tuần sau. Mọi thông tin liên quan đến thị trường, kinh tế, bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvo@tuoitre.com.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.